てください。Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. À, mình là Rio. Mình thật sự rất là vui khi được gặp lại các bạn trong video lần này. Do mình bận một chút công việc nên là video này ra hơi chậm, mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Và sau đây là hai vàng ngọc mình thường dùng cho Fanny. Thứ nhất, đối với ngọc đấu sĩ thì mình sẽ ưu tiên vào nhánh dũng cảm và xâm lăng để gia tăng sức mạnh và xuyên giáp, chọn điểm tiềm năng là cùng huyết chiến tuyến. Còn bảng ngọc thứ hai là bảng ngọc rừng thì mình sẽ cộng vào nhánh chi mang và tốc đánh. Còn điểm tiềm năng thì mình sẽ chọn các tên mang chúng để chúng giúp ngắn thời gian ăn rừng và giảm đam của các thái nguyên. Ôi cho biết lên đồ chuẩn đi. Tôi lên đồ mà không hiểu sao nó yếu VCL. Và đây là trang bị của mình thường dùng. Nếu mà tên bạn có quá nhiều tanh hoặc quá nhiều CC thì đây sẽ là lối lên đồ phù hợp. Nếu tên bạn quá mỏng và ít công chế, mình nghĩ là nên lên theo hướng này. Đừng quá áp đặt lối lên đồ của bạn theo một khuôn mẫu đâu cả, tại vì là mỗi trận đấu thì sẽ có một lối lên đồ, một cách lên đồ khác nhau. B chỉ mình cách bay đúng hướng mình muốn versus. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hư đúng không? Thôi, em thích là được. Ở chương trình tiểu học lớp 4 thì chắc chắn ai cũng đã học qua hình này. Các bạn có 10 giây để suy nghĩ xem hình này là hình gì. 2000 years later. Đúng rồi, nó sẽ bay theo đường chéo của hình mình anh. Các bạn để ý cho mình 2 giây cáp cuối cùng. Dù bạn có bay bao nhiêu giây cáp nữa thì 2 giây cuối cùng luôn là 2 giây quyết định bạn bay theo hướng nào. Hướng về chính của bạn sẽ hướng về phía tây. Và đây là một chút mẹo nhỏ có thể bạn biết. Để mình tua chậm cho các bạn dễ hình dung hơn. Có nhiều bạn quá chú tâm vào kỹ năng 2 mà quên mất kết hợp thêm kỹ năng 1. Kể cả lúc mình ulti mình có kết hợp thêm với nó. Chuẩn bị vào những bài tập tay để ngón tay của bạn linh hoạt. What? Tốc độ là thứ quyết định tất cả. Bạn muốn tay thật nhanh ư? Trước tiên hãy cho mình xin một like và một sub đã. Bạn đã chắc chắn rằng tập Fanny trong những thời gian rảnh rỗi để sớm đạt được những kết quả tốt. Hãy thực tập bài tập này để có một ngón tay nhanh nhẹn trong 1 đến 2 tuần. Sau đây là những bài tập tay giúp gia tăng tốc độ tay của bạn. Bắt đầu bài tập số 1 nào. Ở bài tập 3 xây cáp này thì ở cấp độ 1 thì các bạn cần cố gắng làm sao cho không thuộc xây cáp là được.
và 2 thì tương tự như level 1 nhưng hãy thử một góc đẹp hơn. Còn ở cấp độ 3 thì các bạn hãy thử các khu vực khác trên bản đồ. Ở cấp độ 4 này thì rất là khó với người mới nhé, nên chúng ta hãy tập nhuần nhuyễn các cấp độ trên trước đã. Chúng ta hãy cùng đến với bài tập số 2 nào. Bài tập này sẽ là 4 giây cáp nha. Các bạn hãy để ý vị trí số 3, số 4 có thể thay đổi nhau tùy sở thích của mỗi người. Cố gắng là không để đứt dây cáp kể cả khi bạn bay sai chỗ. Nếu bạn chưa làm được với nó thì mình có bài tập số 3 cho bạn tập với từ. Hãy tìm một bức tường ở gần đó và làm theo mình. Luyện theo cái này thì sẽ gia tăng đáng kể tốc độ tay của bạn. Các bạn hãy cố gắng làm nó nhanh nhất có thể. Video đến đây là cũng khá dài. Mọi người nhớ dành ra thời gian để luyện tập trước khi vào mỗi trận game nhé. Mỗi video là mỗi công sức, thời gian, tâm huyết mình bỏ ra rất là nhiều. Nên là mong các bạn tập nó thật cẩn thận. Và hãy nhớ một điều rất quan trọng là Fanny là rất cơ động, nên những lúc đối phương mà lơ là thì các bạn nhớ hãy đến cướp đường nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ cho mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong những video lần sau. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.